Tổng giám mục đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã có chuyến thăm Nga trong tuần này. Điện Kremlin cho biết Nga mong đợi các cuộc đàm phán thực chất. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Grossi với Tổng thống Putin không được hai bên lên kế hoạch. Phía Nga cho biết, chuyến thăm của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ tập trung vào việc thiết lập một vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Cuộc gặp giữa Tổng giám đốc IAEA và Tổng thống Nga Vladimir Putin được lên kế hoạch trong tuần này. Ông Grossi sẽ gặp các quan chức của Công ty Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom và Bộ Ngoại giao. Nếu cần, các bộ và ban ngành khác sẽ được liên lạc. Chúng tôi mong đợi các cuộc đàm phán thực chất ở Nga. IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine mà lực lượng Nga đã chiếm giữ vào tháng 3 năm ngoái. Nhà máy đã nhiều lần bị pháo kích, làm gia tăng lo ngại nguy cơ về sự cố hạt nhân có thể xảy ra.